Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi tối ngày hôm nay vừa mới đây có một cái thông tin khá là nóng, cũng rất là động trời, liên quan đến câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đặc biệt là nó được thông tin từ chị gọi là Đinh Lan, thưa quý vị. Đinh Lan vừa mới đăng tải một cái đoạn video clip dài khoảng 5 phút thông báo rằng mình đã nhận được cái thông tin gì đó từ phía Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là liên quan đến vụ việc của chị Đinh Thị Chiên. Bên cạnh đó là liên quan đến cái vụ án của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đinh Lan khẳng định chắc nịch 100% là vụ án của CEO Nguyễn Phương Hằng phải trả hồ sơ để mà điều tra thêm tội danh. Bên cạnh đó, Đinh Lan cho rằng trong tuần tới thì Đinh Lan sẽ nhận được cái giấy triệu tập của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nó sẽ thay đổi tư cách tham gia tố tụng đối với Đinh Lan. Trước đó chúng ta được biết là Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập trong đó có 12 người với cái tư cách đó chính là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đối với Đinh Thị Lan thì cũng như vậy, nhưng mà ngày hôm nay thì Đinh Lan đã khẳng định rằng là tuần tới mình sẽ nhận được cái giấy triệu tập, và thậm chí là cái tư cách của Đinh Lan, cái tư cách tham gia tố tụng đó quý vị, lại là bị hại, chắc chắn 100% là như vậy. Trước đó chúng ta biết là anh Đức Hiển, anh cũng có một cái bài đăng trên Facebook liên quan đến câu chuyện này, và ngay lập tức thì một số báo chí, đặc biệt là báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải cái thông tin liên quan đến cái câu chuyện mà tư cách tham gia tố tụng, và cho rằng các nhân vật này hoàn toàn có quyền gửi đơn khiếu nại. Và ngay sau đó thì chúng ta thấy rằng Đinh Lan đã làm cái việc này ngay lập tức. Đinh Lan đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp gì đó đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và có lẽ rằng đã nhận được cái thông tin từ phía tòa án, và cô cho rằng chắc chắn 100% là vụ án của CEO Nguyễn Phương Hằng phải được gọi là trả hồ sơ để mà điều tra thêm tội danh, khởi tố thêm đồng phạm thôi. Điều này chúng ta đã được Đinh Lan gọi là nhắc rất là nhiều lần trên gọi là kênh YouTube của mình, nhưng mà không biết rằng là cái thông báo mà Đinh Lan nhận được là có chắc nịch như vậy là không. Nhưng mà Đinh Lan lại làm clip khẳng định 100%, thưa cô chú anh chị. Trước tiên đó thì Thanh Quyền xin mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe chị Lan, chị ấy thông tin một cái thông tin khá là động trời này, thưa quý vị. Khi mà chia sẻ thông tin này, Thanh Quyền cũng gọi là phải đưa cái tiếng nói của chị Lan lên, để sau này đó chị Lan không có chối. Đó chính là mình nói chứ không phải là ai nói hết nha cô chú anh chị. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng nghe chị Đinh Lan, chị ấy chia sẻ rằng là mình đã nhận được đơn từ phía tòa án là như thế nào nha cô chú anh chị. Đinh Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Rất là vui vì sáng nay chị Đinh Thị Chiên nhận được cuộc gọi của thư ký tòa Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng là ngày 25 tháng 5 sẽ xét xử phúc thẩm cái việc mà chị Đinh Thị Chiên bị đánh thương tật 20% tại quận Gò Vấp nha. Ngày 9 tháng 2 năm 2022 bị đánh, một nhóm YouTuber đánh thương tật 20% tại quận Gò Vấp. Thì phiên tòa xét xử đó diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2023 tại tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ra phiên tòa thì chị Chiên cũng có luật sư và chị Chiên cũng tham gia phiên tòa đó. Có Đinh Lan, có mẹ Đinh Lan, rồi các em Đinh Lan nữa tới phiên tòa đó. Và chị Đinh Thị Chiên, hôm đó là hôm thứ năm, chị cũng xin nghỉ ha. Chị Đinh Thị Chiên sẽ yêu cầu trả hồ sơ, và luật sư của chị Đinh Chiên yêu cầu trả hồ sơ và điều tra lại, triệu tập tất cả những người có nghĩa vụ và liên quan. Tại vì trong phiên tòa sơ thẩm thì thẩm phán Lê Tường Linh đã không có triệu tập 10 người. Bên phía Võ Minh Điền, Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường, Nguyễn Tài Phát kênh Tới Công Chuyện, rồi Trần Hoàng Ngoan, Võ Minh Quý, Trần Đức Huân, rất là nhiều người, rồi kênh Chích Instagram Vlog. Cho nên là Vũ Văn Thịnh tới nhà Đinh Thị Lan nói là Đinh Lan nợ tiền đó. Cho nên là vì hồi hôm thứ Bảy cô Hương Quảng Châu đã tới tấn công nhà Đinh Lan dữ dội, và Đinh Lan hồi hôm qua Chủ Nhật Đinh Lan có làm clip. Cho nên là Đinh Lan nói rằng cô Hương Quảng Châu tiếp tục tấn công chị Đinh Thị Chiên nữa, trong khi cái vụ mà tên Nguyễn Việt Anh và tên Võ Minh Điền tấn công thương tật, gây thương tật 20% mà công an phường 6 quận Gò Vấp và công an quận Gò Vấp và công an Thành phố Hồ Chí Minh lại nói là không có dấu hiệu hình sự. Cái đụng cái sáng nay thứ hai có một cái tin quá trời vui luôn, người ta sẽ mở phiên tòa xét xử đó. Thì Võ Minh Điền nó bị giam ngày 22 tháng 5 này là đúng 3 tháng, nhưng 25 này là xử thì tiếp tục gia hạn tạm giam Võ Minh Điền để điều tra.
trong cái vụ án là ai là người gọi điện thoại cho Trần Hoàng Ngoan, em của Võ Minh Điền, trong lúc tấn công nhà Đinh Lan, có phải là bị cáo Nguyễn Phương Hằng hay không? Cho nên là Nguyễn Phương Hằng sẽ thêm tội danh hay không là tùy thuộc vào phiên tòa xét xử ngày 25 tháng 5 năm 2023. Nếu bản án ở tòa sơ thẩm do thẩm phán Lê Tường Linh là sai thì hủy toàn bộ bản án đó. Cho nên là phiên tòa ngày 25 tháng 5 năm 2023, phiên tòa phúc thẩm cực kỳ gay cấn. Cho nên là Đinh Lan nói rồi, đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan còn không sợ thì đám YouTuber tụi mày tấn công đi, Hương Quảng Châu tới đây nha. Tới đây một lần nữa sáng nay, mẹ Đinh Lan cũng bức xúc lắm, đi ra thấy coi tụ tập. Mẹ Đinh Lan mời qua nhà luôn, qua đây, đứa nào ngon qua đây chứ khỏi cần phải đứng bên chụp hình bên quán cà phê cả Hương Quảng Châu. Còn ai vô comment bảo rằng là Hương Quảng Châu nó ở Trung Quốc, nó ở Quảng Châu, tầm bậy, nó ở đây những ngày hôm nay túc trực, đeo nón, đội nón kết, đeo mắt kiếng, chụp hợp hình bàn nước đó, chụp hình nhà Đinh Lan, lấy phông nền nhà Đinh Lan chụp hình luôn, không hình ghép, chính nó ngồi trong vị trí quán cà phê nơi mà thằng Võ Minh Điền, thằng Nguyễn Việt Anh quay clip ngày 9 tháng 2 năm 2023, ngồi chính cái bàn đó và chụp hình. Cho nên Hương Quảng Châu có mặt tại chỗ nhà Đinh Lan mấy ngày hôm nay rồi. Cho nên ngày hôm nay sự tấn công như vậy thì sẽ bị chính quyền thành cơ quan thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết triệt để trước khi vụ án Nguyễn Phương Hằng diễn ra ngày 1 tháng 6 là 5 ngày sau. Cho nên là sẽ xóa sổ được những cái đám YouTuber lộng hành quấy rối trật tự công cộng. Không phải là muốn tấn công ai là tấn công được đâu nhá. Tôi là Đinh Thị Lan, nhà ở 140/22 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hồi nãy Đinh Lan có đăng một clip nhưng mà thấy có khiếu nại về bản quyền cho nên Đinh Lan đã xóa và đăng lại một cái clip nó hoàn toàn không dính gì cái việc mà bản quyền của ai cả. Cho nên là những cái bằng chứng á, thực sự là 35 kênh YouTube như là Gốc Việt, Thanh Nguyên Vlog, Huấn Bình Dương, Kiệt Tuấn Đạt, toàn là những cái clip nó chửi Đinh Lan. Rồi Trần Quốc Chủ vu khống Đinh Lan, luật sư Vlog Âu Quang Phục cũng vu khống Đinh Lan, nhưng mà đăng lên là dính bản quyền. Cho nên là những bằng chứng đó Đinh Lan sẽ nộp cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Thì chắc chắn vụ án Nguyễn Phương Hằng cũng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung như vụ án này. Và trong tuần này, Đinh Lan sẽ nhận tiếp được giấy triệu tập với vai trò là người bị hại, chứ không phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nhưng trong vụ Đinh Thị Chiên thì tôi là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại vì Vũ Văn Thịnh tới tìm Đinh Thị Lan, chứ không phải là tới tìm nhưng đánh nhầm Đinh Thị Chiên. Như vậy thì tới cái phiên tòa xét xử ngày 25 tháng 5 này thì... Vâng, thưa quý vị, thì đó là tất cả các nội dung mà chị Lan, chị ấy vừa mới đăng tải trên cái kênh YouTube của mình liên quan đến cái sự việc của chị Đinh Thị Chiên, kèm với đó là cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta vừa nghe xong và cái đoạn Đinh Lan khẳng định 100% chắc chắn rằng đó là cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng phải trả hồ sơ để mà điều tra bổ sung. Và đặc biệt trong cái vụ án mà Đinh Lan được xác định cái tư cách là gọi là bị hại đó, Đinh Lan khẳng định trong tuần tới Đinh Lan sẽ nhận được cái giấy triệu tập với tư cách sẽ là bị hại trong cái vụ án của show Nguyễn Phương Hằng. Thì chúng ta có thể nghe những cái lời khẳng định chắc nịch này và nhận được cái thông báo từ phía tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đó là chị Đinh Thị Chiên. Còn Đinh Lan đó thì không biết là có nhận thông báo từ đâu, nhưng mà Đinh Lan khẳng định, quý vị có thể nghe vừa qua đó, mặc dù là chỉ là người có quyền và là quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong cái vụ án của chị Đinh Thị Chiên thôi, nhưng mà Đinh Lan lại khẳng định chắc nịch như là đúng rồi, thưa quý vị, là tòa án phải trả hồ sơ để mà điều tra bổ sung thêm tội danh đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Và kể cả trong cái việc mà liên quan đến chị Đinh Thị Chiên thôi, Đinh Lan cũng liên tục lôi cái tên của bà Nguyễn Phương Hằng vào cái câu chuyện này để mà kêu réo và thậm chí là bắt buộc là phải tòa án phải điều tra là có bà Nguyễn Phương Hằng hay là không. Mặc dù là tòa án nhân dân quận Gò Vấp đã xét xử xong rồi, thì quý vị có thể thấy là cái thái độ ngông cuồng và cái mục đích của Đinh Lan, cái mục đích của Đinh Lan cuối cùng vẫn là bà Nguyễn Phương Hằng. Thưa cô chú chị, trong bất kỳ một cái câu chuyện nào liên quan đến cậu đứa Đinh Lan là nhân vật này sẽ lôi cái tên bà Nguyễn Phương Hằng vào đó để mà kiếm chuyện. Thưa cô chú chị, còn riêng về cái câu chuyện mà vụ án của Sơn Nguyễn Phương Hằng, chúng ta được biết rồi là tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dự kiến rồi xét xử trong vòng 5 ngày, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Thưa quý vị,
vụ án người ta cũng đã đưa ra xét xử, chuẩn bị đưa ra xét xử rồi. Nhưng mà Đinh Lan luôn luôn khẳng định là mình sẽ có cách, cách làm của riêng của Đinh Lan để có thể gọi là khiến cho tòa án phải trả hồ sơ để mà điều tra, bổ sung. Và Đinh Lan khẳng định là cũng giống như cái vụ án Đinh Lan đang theo đuổi cùng với chị của mình, mặc dù chỉ là người có quyền lợi về nghĩa vụ liên quan thôi, nhưng mà Đinh Lan lại khẳng định 100% như vậy, khá là căng thẳng. Kèm theo đó là thông tin tố cáo đối với một số những YouTuber, trong đó có cái tên của em nữa cô chú anh chị. Trước đó thì chúng ta được biết là tòa án thẩm phán Bùi Đức Nam đã bác bỏ cái đơn của Đinh Lan rồi, nhưng mà cô này vẫn tiếp tục nha cô chú anh chị. Nói chung là rất là dai dẳng. Không biết là Đinh Lan lại có một cái lợi ích gì trong câu chuyện này, nhưng mà chúng ta có thể thấy là hết cái đơn này đến đơn kia, gửi nói chung là khắp nơi, từ thành phố Hồ Chí Minh rồi lên đến Trung ương, rồi là Tổng Bí Thư, rồi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nói chung Đinh Lan làm tất cả. Cái mục đích cuối cùng của Đinh Lan là để gọi tống vào Nguyễn Phương Hằng, đưa vào Nguyễn Phương Hằng vào vòng lao lý. Rồi kèm theo đó là một số những YouTuber phải vào vòng lao lý. Còn Đinh Lan là Đinh Lan khẳng định rồi, mình không làm sai. Mình chửi bới người ta cũng chỉ là gọi là để giải tỏa cái sự phẫn nộ của mình thôi. Thưa cô chú anh chị, cho nên là Đinh Lan gọi là khẳng định là mình không có vi phạm pháp luật. Nói chung trong cái sự việc ngày hôm nay đó, cái nhân vật này là một trong những cái nhân vật mà cảm thấy gọi là ức chế nhất trong drama của show Nguyễn Phương Hằng. Thứ nhất là rất là ngông cuồng, đưa thông tin thì chúng ta có thể thấy là bây giờ thì chúng ta có thể khẳng định rằng những cái thông tin Đinh Lan trước đây đưa hoàn toàn gọi là sai sự thật. Nhưng mà đến giờ phút này Đinh Lan vẫn đưa những cái thông tin mà nó có thể nói là trước luôn cả cơ quan chức năng luôn. Thanh Nguyên thấy rằng liên quan đến cái vụ án thứ nhất là của gọi là bà Nguyễn Phương Hằng nè, hiện tại nè, người ta đã thông tin đưa ra xét xử, nhưng mà Đinh Lan gọi là khẳng định là phải trả hồ sơ. Thì cái điều đó thì cũng có khả năng nếu mà khi ra tòa, thưa cô chú chị, về phía hội đồng xét xử người ta sẽ quyết định, nhưng mà cái phần trăm rất là thấp, nó gần như là nó không có, thưa cô chú chị. Nhưng mà đối với cái lời của Đinh Lan này thì cô ta đã khẳng định như vậy, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem cái động thái tiếp theo của phía cơ quan chức năng sẽ như thế nào. Đặc biệt phòng BC02, chúng ta cũng đã chờ đợi từ rất lâu rồi động thái là từ phòng BC02, khi mà cơ quan này đang điều tra để mà xác minh xử lý đối với một số cá nhân. Và ngày hôm trước thì báo cũng đã tiếp tục đưa cái thông tin này là những cá nhân đang bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra và xác minh để xử lý. Thì chúng ta cũng sẽ còn mong chờ, chỉ còn gọi là nửa tháng nữa thôi đó, thì cái ngày xét xử bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được gọi là tiến hành rồi. Nhưng đối với các cá nhân này, đặc biệt là liên quan đến cái câu chuyện của cô Hàn Ni nữa, thưa quý vị, thì ngày hôm trước thì cô Diệp Đậu cũng đã có những cái thông tin liên quan đến một nhóm người đã từng bày mưu tính kế để mà tấn công Hồ Đại Nam rồi. Thì trong đó có những cái nhân vật mà Đinh Lan đã từng chơi rất thân, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi những cái tin tốt nhất liên quan đến câu chuyện của show Nguyễn Phương Hằng. Và đặc biệt Đinh Lan này luôn luôn là Thanh Nguyên luôn ngóng chờ một cái ngày mà định mệnh dành cho chị Đinh Thị Lan. Thưa quý vị, cũng như là thông tin mà Đinh Lan đã tố cáo một số các anh em YouTuber rồi, riêng cá nhân của Thanh Nguyên vẫn đang ngóng chờ những cái tin tức mới nhất để xem rằng có được cơ quan chức năng họ mời hay là triệu tập liên quan đến cái đơn nào của Đinh Lan hay không. Ngay lập tức thì cũng sẽ có cái động thái phối hợp để mà làm rõ một số những cái nội dung. Đặc biệt khi mà đối chất với Đinh Lan là một điều mà Thanh Nguyên cũng đang mong chờ và mong muốn cái điều này. Thưa quý vị, thì đó là một số những cái thông tin mà Thanh Nguyên trong buổi tối ngày hôm nay gửi đến các cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi. Bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký. Nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên.
được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít. Nửa lít là 750.000, một lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.